Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. Một thiết kế đầm denim đến từ Melia mà chắc chắn các quý cô sẽ không thể bỏ lỡ. Đây hẳn sẽ là một thiết kế rất ấn tượng, rất thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, với chất liệu denim sẽ luôn luôn gọi đến cho người ta cảm giác trẻ trung và năng động hơn rất nhiều. Và khi các quý cô diễn thiết kế này thì chúng ta sẽ bước vào một mùa hè đầy sôi động với bao nhiêu sự chờ đón, với một tâm thế tự tin và tỏa sáng nhất. Các nhà thiết kế đã khéo léo để có thể phô diễn kỹ thuật thêu tay thủ công, những bông hoa được thêu rất tỉ mỉ và chỉn chu trên nền mặt của vải, mang đến một cảm nhận về một thiết kế vô cùng đẳng cấp. Phần tay của chúng ta vẫn sẽ có một độ bồng tự nhiên và kết cấu form bổ mảnh sẽ giúp cho các quý cô có thể che giấu đi khuyết điểm và tôn trọng những đường nét mềm mại, mảnh mai nhất trên cơ thể của mình. Và về cơ bản, những dáng đầm xề sẽ luôn luôn là những sự lựa chọn quốc dân trong thời tiết mùa hè, bởi dường như là những dáng đầm như thế này thì các quý cô hoàn toàn có thể ứng dụng trong rất nhiều dịp khác nhau. Chúng ta có thể mặc đi làm, đi chơi, thả dáng tại những khu resort sang chảnh hay những bãi biển thơ mộng chẳng hạn, hoặc là chúng ta có thể mặc đi ăn cưới, đi dự event. Vậy thì còn chần chờ điều gì nữa nhỉ? Hãy nhanh tay sở hữu sản phẩm lần này qua hai cách thức mua hàng quen thuộc các chị yêu nhé. Chúng ta sẽ được toàn quyền kiểm tra hàng thoải mái và bên em free ship toàn quốc nếu như các quý cô đặt hàng online. Còn nếu như có thời gian thì hãy ghé showroom của Melia để thử nhé. Melia, mặc đẹp để thành công.